Xin chào cả nhà, thì trong video này thì Thân sẽ đi dạo một vòng khu công nghiệp Nhân Hội để xem tại khu vực này hiện tại đang có gì nhé. Đây là bản đồ tổng thể quy hoạch sử dụng đất của khu kinh tế mới Nhân Hội, trong đó bao gồm khu công nghiệp Nhân Hội tại khu vực này. Khu công nghiệp Nhân Hội nếu mà cách trung tâm của thành phố Quy Nhơn thì khoảng 7,5 km. Mời cả nhà cùng đi theo Thân nhé.